liệu các con vợ có phải là fan hâm mộ chân chính của các bộ môn thể thao? Thử nói cho chị Phảng nghe các ông đã làm gì để thể hiện tình yêu của mình với niềm đam mê đó nào. Nhưng chắc chắn không thể nào cuồng nhiệt và điên rồ như các cổ động viên dưới đây của tôi đâu nhé. Cùng Phảng đi check cam những khoảnh khắc khó đỡ nhất của các fan cuồng trong ngành thể thao nào. Let's go! Thứ nhất, bờ mông căng mọng. Trong trận đấu ở giải bán chuyên Hà Lan giữa Rainbow Boy và AFC mới đây đã xảy ra một tình huống không thể nào mát mắt hơn được nữa. Khi có sự góp mặt của một fan nữ hết sức nhiệt tình thể hiện tình yêu với các cầu thủ trên sân bằng cách khỏa thân toàn tập, cô nàng đã có màn cổ vũ ngay trên sân trong tình trạng không mảnh vải che thân, khoe nguyên ba vòng bốc lửa và còn tiến tới lắc cặp mông siêu bự của mình để trêu ghẹo cầu thủ chủ nhà Rainbow Boy. Còn anh chàng không thể làm gì khác ngoài liếc vội cặp đào rồi quay đi trong sự ngượng ngùng. Thứ hai, Thánh Dance. Tôi nghĩ có lẽ nhà nước nên trao luôn danh hiệu này cho cậu bé dưới đây. Với loạt biểu cảm không thể mặn mà hơn trong một trận đấu, cậu nhóc này không còn ngại ngùng khi vạch áo khoe vòng eo siêu dẻo dai cùng điệu múa bụng có 102 của mình. Good job em! Sau này chắc chắn em sẽ làm nên tên tuổi trong làng dance. Thứ ba, thần biểu cảm. Thanh niên này khi đang tham gia cổ vũ cho một trận bóng chảy nhưng lại ghi dấu ấn của mình khắp nơi với loạt meme cực kỳ hài hước cùng biểu cảm khiến mọi người cười bò mỗi khi cameraman lia tới vị trí của cậu nhóc đó. Thứ tư, fan hâm mộ nhiều lông. Ai rồi cũng mê bóng đá mà thôi, kể có là một con chó đi nữa. Nhưng có vẻ anh chàng fan hâm mộ này đã có một pha quá khích không ai cản được khi cứ thế tông thẳng vào thủ môn của đội nhà để cướp bóng. Dù cướp bóng thành công nhưng đã phải ngậm ngùi nhận thẻ đỏ rời sân do va chạm với thủ môn, quá nhọ cho bạn chó. Thứ năm, đấm luôn cho máu. Khi câu lạc bộ bóng chảy San Diego Pirates chạm trán với đối thủ Colorado Rockies trên sân vận động Coors Field, fan cả hai đội đã có màn giao hữu ngay trên khán đài. Đang từ động khẩu, hai bên đã chuyển qua động thủ với nhau ngay lập tức. Một trong hai thanh niên quá khích đã tung một chưởng thẳng vào mồm đối thủ khiến anh chàng còn lại đổ gục xuống mặt sàn. Hành động này đã làm bùng lên một vụ ẩu đả từ cả hai phe. Thứ 6, Neymar bị vật ngã. Trong khi buổi tập của tuyển Brazil có tới hàng chục cảnh sát, nhân viên an ninh bảo vệ, nhưng các thanh niên fan cuồng vẫn có thể băng qua toàn bộ hàng thủ vệ và chạy như bay lao tới thể hiện tình cảm với Neymar. Cầu thủ của Barca bị hai cổ động viên ôm chầm lấy và vật ngã xuống sàn. Dù bị làm phiền nhưng Neymar cũng chẳng lấy gì làm tức giận, anh tỏ thái độ vui vẻ, thậm chí còn ngăn không cho các nhân viên an ninh làm đau hai chàng trẻ tuổi. Sau khi video bị dò dỉ, hành động đẹp của Neymar đã nhận được cơn mưa lời khen từ fan bóng đá. Thứ 7, hít cỏ trên sân Anfield. Phút 81 hiệp 2, một nam cổ động viên quá khích đã chạy thẳng vào sân với chiếc quần được tụt xuống. Anh chàng không ngại ngần khoe trọn vẹn cơ thể trước ống kính của hàng trăm phóng viên có mặt tại sân Anfield. Trước khi bị bắt, anh chàng cũng tranh thủ nằm tận hưởng mặt cỏ Anfield. Theo thông tin từ báo giới Anh, người đàn ông này có tên là Tom và anh là một fan cuồng của câu lạc bộ Liverpool. Anh chàng cho rằng hành động trên là không phải quảng cáo của bất cứ nhãn hàng nào. Anh chạy vào sân là vì quá phấn khích với chiến thắng của đội nhà. Với hành động này, Tom sẽ là điểm nhấn đáng nhớ nhất trong trận khai mạc NAS mùa giải 2019-2020. Thứ 8, cởi truồng ăn mừng. Cứ nghĩ chỉ có ở nước ngoài mới có những pha ăn mừng kiểu thế, nhưng các chị em Việt Nam cũng chẳng phải dạng vừa. Khi U23 Việt Nam làm nên lịch sử, giành tấm vé vào vòng bán kết giải U23 châu Á, trong không khí nhà nhà vui mừng thì một nhóm các cô gái đã có màn ăn mừng khá lộ liễu, phản cảm khi cởi đồ nhún nhảy ngay trên phố. Không chỉ vậy, họ còn hồn nhiên nô đùa và giúp đỡ nhau thay đồ trốn đông người. Thứ 9, Messi bị lại. Trong trận bán kết Copa America 2016 giữa Argentina với Mỹ, một fan cuồng đã lao vào sân, quỳ lại Messi như một vị thánh rồi sau đó ôm hôn cầu thủ này và xin chữ ký trước khi được nhân viên an ninh dẫn đi. Thứ 10, vẫn là Messi. Đó không phải là lần đầu tiên Messi được fan hâm mộ bóng đá coi như là một vị thánh sống mà quỳ lại. Trong cuộc đối đầu giữa Barca và Sporting Lisbon trên đất Bồ Đào Nha, cầu thủ này tiếp tục bị một fan hâm mộ khác thể hiện tình cảm bằng cách nồng nhiệt hơn. Một cổ động viên trẻ tuổi đã bất chấp tất cả lao vào sân tiếp cận Messi và thanh niên trẻ tuổi này đã cúi xuống, cố gắng hôn lên bàn chân của siêu sao người Argentina khi nhìn thấy lực lượng an ninh đang tiến tới. Các nhân viên an ninh đã phải rất khó khăn mới tách được cổ động viên này ra khỏi thần tượng. Messi cũng không quá bất ngờ trước cảnh này bởi anh đã gặp nó quá thường xuyên trong thời gian qua. 11. Hot Girl Bikini. Đỡ táo bạo hơn cô nàng bên trên, khi nữ cổ động viên sau đây ít nhất vẫn có ý thức mặc quần áo và che lại vùng nhạy cảm của mình.
dù số vải cô nàng mặc không nhiều lắm. Cụ thể trong trận chung kết giữa Liverpool và Tottenham, một nữ cổ động viên ăn mặc siêu nóng bỏng với bộ bikini cut out táo bạo, khai thác triệt để đường cong quyến rũ, chạy xuống sân cỏ làm cho trận đấu bị gián đoạn một lúc trước khi nhân viên an ninh tiếp cận và đưa cô nàng rời khỏi sân bóng. Sau trận đấu, danh tính của cô gái này đã nhanh chóng được đào ra. Thực chất, đây là chiêu trò nhằm thu hút sự chú ý, tìm kiếm cơ hội để trở nên nổi tiếng của cô nàng quái chiêu này mà thôi. 12. Đôi tay hư hỏng. Một pha ăn mừng chẳng giống ai tới từ vị trí của một thanh niên chọc. Ngay khi đội nhà vừa có bàn thắng mới, anh chàng cổ động viên này đã ngay lập tức bay xuống sân bóng, ôm chầm lấy cầu thủ Suarez trong tiếng reo hò cổ vũ. Cậu chàng đã liên tục thực hiện một loạt động tác ăn mừng khó hiểu, dùng tay đưa lên đưa xuống tại bộ phận nhạy cảm, cùng biểu cảm khó đỡ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. 13. Đại náo sân cỏ. Khi cả sân vận động đang tập trung hết sức vào trận đấu giữa Aston Villa và Man City, anh thanh niên này đã có một màn chơi trội hết sức khi mà anh ta dám trần như nhộng chạy vào sân nhảy múa, thậm chí là thản nhiên trồng cây chuối, cho hàng ngàn khán giả chiêm ngưỡng một tiết mục biểu diễn miễn phí. 14. Chiếc quần táo bạo. Trong trận đấu giữa Mexico và Bosnia, đã bị gián đoạn giữa chừng khi một cổ động viên bất ngờ khỏa thân chạy xuống sân phá đám trận đấu. Chỉ mặc độc chiếc quần lót trên người, anh chàng cổ động viên của Bosnia tung tăng chạy quanh sân trong sự reo hò của các khán giả trên khán đài. Tuy nhiên thì chỉ ngay sau đó, fan quá khích này đã bị lực lượng an ninh tóm gọn khi đang cố gắng tẩu thoát. 15. Cầu thủ tung cước vào fan. Sự cố xảy ra tại trận đấu tại giải hạng 2 giữa Carabao Sport và Elazig Sport. Ngay sau khi trọng tài vừa nổi hồi còi mãn cuộc, một cổ động viên quá khích của Carabao Sport đã vượt qua hàng rào an ninh với vũ khí trên tay ném một chiếc búa vào đầu trọng tài nhưng không trúng. Mà ngược lại, thanh niên quá khích này đã ăn trọn một cú đá vào mặt từ một cầu thủ và nhanh chóng bị các nhân viên an ninh khống chế. 16. Hành động đẹp của Quế Ngọc Hải. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines ở trận bán kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình, đội chúng ta đã giành chiến thắng để có tấm vé vào chung kết AFF Cup 2018. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, một fan cuồng bất ngờ tràn xuống sân, mục đích để ôm các cầu thủ. Ngay sau đó thì thanh niên này đã bị các công tác viên an ninh ở sân vận động chặn lại và sắp đưa ra khỏi sân. Quế Ngọc Hải lập tức đến giải vây cho thanh niên này, đồng thời làm đúng theo nguyện vọng của fan cuồng là được ôm đội trưởng đội tuyển Việt Nam một cái. Hành động tuyệt đẹp này của Quế Ngọc Hải đã làm nức lòng người hâm mộ. 17. Đập luôn va. Sự cố diễn ra trong trận đấu giữa Grêmio và Palmeiras ở giải vô địch quốc gia Brazil. Khi Grêmio vươn lên dẫn trước ngày phút thứ 12 do công của Diego Souza, nhưng cũng chẳng thể nào cản phá được Palmeiras. Quá bức xúc vì thành tích vô cùng tồi tệ của đội nhà, fan Grêmio không thể giữ bình tĩnh. Sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục fan cởi trần, quá khích tràn xuống sân đập phá đồ đạc, máy móc. Nhóm tiếp tục đập phá micro đặt ở đường biên, kéo đứt dây cáp và đá vỡ khung kính dán chữ va để che nắng mưa cho màn hình video. Đoạn clip cho thấy các cầu thủ và trọng tài phải tức tốc di chuyển vào đường hầm để tránh bị tổn hại thể chất. Chuyên mục hôm nay của Thế Giới Phẳng tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới video này nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của chúng tôi sớm nhất nhé. Thế Giới Phẳng luôn hoan nghênh những bình luận đóng góp cho chuyên mục tiếp theo tới từ chính các ông đấy nhé. Nên đừng ngại bật mí với tôi những điều mà các ông đang tò mò để cùng nhau đi khám phá nhé. Còn bây giờ thì bye bye!